VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Nhau
mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư xem đồng thời trên Vion. Đó là Tino. Ra nhảy cỡ đó mà hát cỡ này ai chịu nổi. Mà em bị hố luôn, em tưởng đó là một cái giọng trong trẻo nhưng không. Quá nội lực. Cho tí tí xuống. Cho tí. Đang bị rối loạn triều đình quá. Từ từ. Rối loạn triều đình. Biệt đảo đêm. Cứu tôi. Thật sự nha, Tí Nâu là một nhân vật master về giọng hát. Bạn quá giỏi về cái cách mà bạn đùa chơi với giọng hát của mình trên một cái quãng rộng như thế này. Hồi nãy bạn hát, bạn chọn một cái tông Tô Duy Phúc ngồi đo thì nó là nam cao. Nam cao á, thường á là ca sĩ Như Ý hoặc là chị Hồng Ngọc ở hải ngoại. Là cái tông đó thôi. Có chị Phương Anh thi sau mai điểm hẹn á. Đúng luôn. Hồi nãy mình thấy bạn Tí Nâu vẫy tay chào mình xong lên hát như thế này. Không lẽ người quen? Mà người quen thì có thi chung cuộc thi với tôi không trời? Quen Nguyễn Bàn này luôn á. Tại vì cũng rất là ít người mà em chơi chung mà để biết để chào nhau như vậy lắm không thực sự. Cho một cái tên. Thấy em trên TV thì sao? Em nghĩ không lẽ là cái người này là cái người đã từng thi một cuộc thi âm nhạc với em. Đó là? Không lẽ là Hương Tràm? Mọi thứ đều có thể xảy ra ở chương trình này. Nếu mà như vậy thì nó quá là đơn giản đi. Không có ai mà làm vậy hết trơn. Có mình em nghĩ phức tạp thôi, đôi khi đơn giản vậy sao? Mới thấy Hương Tràm đang bún bò bên Mỹ xong. Ủa? Người ta thi cuộc thi này rồi người ta đăng hình bún bò chụp cách đây mấy tháng. Chúng tôi có hợp đồng ràng buộc rõ ràng. Các bạn hồi nãy có nghe ra nhiều đoạn giống Hương Tràm không? Có chứ, nãy hát nhiều đoạn cũng giống Tràm mà. Xin người hãy đừng than vãn, vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường dẫn dài. Có khi là sự cố tình thôi à? Thật sự có rất là nhiều đoạn là giống y Hương Tràm, rồi nó mới làm mình tranh cãi cơ. Đức Phúc, bạn nghĩ ẩn sao bé Tí Nâu sẽ lại? Em rất là thích Tí Nâu, không bao giờ đem lại một cảm giác thất vọng hay gì mà nó chỉ là gọi là lên đỉnh thôi. Với Tí Nâu tất cả các cái tiết mục trời tuyệt vời vô cùng. Một cái thích nữa rằng là không thể nào mà mình đoán được đó là ai. Biến hóa khôn lường nhưng mà lại biến hóa giọng hát, nó là một cái điều rất là khó nha anh. Khó. Yeah. Có nghĩa là thế này nè, các bạn để ý đi là ai cũng sẽ có một cái cách hát để thuận lợi nhất cho mình. Yeah. Khi mình đổi giọng sẽ có những đoạn mình lên cao không được. Dạ, yeah, đúng. Tại vì cái đó là mình phải tự mình ém giọng đến mình xuống để cho nó ra cái ngưỡng như vậy. Đúng rồi. Còn cái bạn này ém rồi vẫn lên được. Bậc thầy về giọng hát. Có làm cô giáo hay gì không ta? Rất là giỏi. Trong cái hồi nãy có nói là ở trong một vũ trụ khác thì là dạy nhạc đấy. Dạ không phải. Bây giờ cái vũ trụ khác là cái gì? Mình phải coi manh mối tiếp về cái vũ trụ đó. Chuẩn bị sẵn hết rồi. Xin mời Bì Đỏ Đen mang manh mối ra. Bay. Thiết nghĩ là chương trình của chúng ta thời gian là vàng bạc, hãy bớt dành thời gian cho những tiết mục vô bổ như thế này. Thì có gợi ý không? Đủ một hồi hộp nè. Đây là manh mối của Tí Nâu. Nếu ở một vũ trụ khác, Tí Nâu mong được thành đôi cùng anh Triển Chiêu. À đúng rồi, trong các clip VT khác là có hình tượng anh Triển Chiêu. Cô này phải là một người mê phim kiếm hiệp. Đúng rồi. Mới lên cái nhạc đó mà nhảy được cỡ đó. 8X mới biết Triển Chiêu là ai. Thông minh. Em biết mà. Tí Nâu tại sao lại lựa chọn cái gợi ý này ạ? Giống như bao nhiêu người bạn đồng trang lứa.
Tí Nâu cũng cài phim bộ. Đặc biệt là tao thanh niên. Ồ, cày bao nhiêu lần rồi? Dạ, cày từ lúc nhỏ chút xíu đến giờ vẫn cày, bật lên cho nó có tiếng hàng ngày. Wow. Mê lắm anh. Mê lắm hả? Mày phái phái phái. Là phái là chuyển chiêu đúng không? Đánh phái đó. Giỏi võ, đẹp trai đẹp ơ đồ ha. Dạ. 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 Rồi còn mê ai trong bộ phim đó nữa không? Dạ, mỗi chuyển chiêu à. Vì chuyển chiêu mà coi gần 80 lần. Tại sao coi phim bao công mà không mê bao công? Dạ, bởi vì tất cả những người bạn đồng trang lứa đều mê bao công nên là em đã mê anh chuyển chiêu. Duyên dáng quá luôn á. Chọn khác biệt, chọn thành công. Thật ra đó, phải nói một điều, tôi thật sự thích Tí Nâu với cái vũ trụ này. Bởi vì Tí Nâu bình thường ở ngoài đời sẽ không cho mọi người thấy những điều này. Yeah. Mà tôi cũng không hiểu vì sao Tí Nâu lại không cho mọi người thấy, trong khi đâu cần bạn phải hóa thân, nó là bạn mà. Thì bạn mới có thể làm mọi thứ nó dễ thương và nó thật như vậy, đúng không ạ? Cái này đâu có diễn được. Vậy là ở ngoài là xây dựng một hình tượng khác. Tôi thì tôi thấy là không phải là xây dựng, nhưng mà bạn có một cái rụt rè nhất định của bạn. Bạn có một cái nỗi lo vô hình nào đó. Nhưng mà Tí Nâu ở phiên bản này thật sự đây là bạn. Và tôi tin rằng là sau chương trình này, khi chiếc mặt nạ đã được mở ra, cả khán phòng, thậm chí khán giả cả đất nước Việt Nam này sẽ ồ lên Tí Nâu là một người như thế. Và lúc đó người ta đã trót yêu nhân vật Tí Nâu rồi. Hay đa dạng, đa sắc và đáng yêu và hài hước như thế. Tại vì bạn là như thế. Em biết là anh Thành đang nói về cái nhân vật nào. Em biết luôn hả? Wow. Sao chị em cũng biết như vậy? Tại mình sinh đôi mà anh. Quỷ ha. Trời ơi. Lần trước anh chị cũng nói xong nói ra khác nhau đấy. Có rồi, có trường hợp đó xảy ra rồi. Bây giờ anh với em biết cái tên vô rồi nộp ban tổ chức nè. Chứ tao ta nói mình nấu dốc, nấu điên. Đúng nó rồi, lát mình sẽ biết. Ghi đi, ghi liền. Ghi luôn. Ghi rồi, vừa ghi vừa nói. Nâu ơi, nãy giờ anh Tiến Thành đã phân tích về một cái nhân vật đó. Có giống là cái nhân vật mà trong người của Nâu hay không? Cái Nâu chả yêu anh Tiến Thành phân tích ai luôn. Thiệt đó. Không thiệt, nếu như mà Tiến Nâu là cái người mà Tiên ghi trong cái tờ giấy này á, thì Tiên thật sự rất rất bất ngờ về Tiến Nâu. Vì Tiên không nghĩ rằng có một cái góc độ nói vui là giống như một nhân cách khác của Tiến Nâu. Đó, em hiểu không? Tức là đó, em không ngày biết hôm luôn. Nay em mới nghĩ đây là nhân cách khác. Còn đúng anh rồi. Tiếp xúc với bạn là biết đây là bạn, bạn. Và tại vì bạn không cho thế giới thấy cái điều này thôi. Có ba con người đang ngơ ngác ở khúc này luôn á mọi người. Tôi hiến dân cho ban tổ chức. Dĩ nhiên là cái tập 1 là tôi sai rồi. Tôi khẳng định tôi sai luôn. Tại vì bạn ấy giả giọng giỏi quá. Còn cái này là tụi tôi đưa cho ban tổ chức. Em sẽ đại diện ban tổ chức nha. Đấy là hành động vớt vát danh dự của tụi chị thôi. Đúng rồi. Và tôi nói luôn, tôi cảm ơn chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ. Hình như đúng là sau cái mặt nạ đó, người ta dồn hết tất cả cho cái cá tính. Dạ đúng rồi. Và cái giọng hát. Tại vì có hai cái điểm đó là hai cái điểm mà không thấy được bằng giao yes, diện yes, thôi yes, yes. Thật ra bọn không biết là anh Thành với chị Tiên đang nói ai. Nhưng mà hồi nãy là có nói là Tràm thì thật ra là em biết là không phải đâu. Em chỉ nghĩ là phải là một cái nhân vật phải thành danh từ một cái cuộc thi âm nhạc nào đó. Tại vì cái giọng này nó dễ sợ quá. Đây nói nghe nè, có một cái nhân vật này nhái giọng cực đỉnh luôn. Yeah. Mỗi màn một giọng luôn. Mà cũng tính cách cũng rất là nhăn nhít như vậy luôn. Nhật Thủy. Yeah, đúng rồi chị Nhật Thủy. Giả giọng rất là kinh khủng. Trên Đăng Khoa. Dạ. Nãy giờ anh thấy em hơi rụt rè với những đáp án của em. Em nghĩ đó là nhân vật gì? Em đang thực sự là suy nghĩ xem là nên loại vào Tí Nâu hay là loại Báo Mắt Biết. Ủa em? Vẫn nghĩ về cái chuyện vẫn loại. Vẫn nghĩ về cái chuyện loại. Tại sao em vẫn ác tại độc vậy? Hai người hát hay của em muốn hai người đấu với nhau á chà. Trời đất ơi. Không, thực sự luôn Tí Nâu là một cái cao quá khó. Sao em nói là em thu âm với cả nước Việt Nam? Dạ nhưng mà riêng bà này bà thu phòng thu bên cạnh. Bà chưa ở phòng em ra. Châu Đăng Khoa. Hồi nãy anh đi qua kế bên em nha. Anh nói một cái tên. Đúng. Em suy nghĩ lại, em rút lấy câu đầu tiên nói là em theo phe anh. Em không nói ra tại vì em nói ra là anh sẽ rất là quê. Em thử nói coi Khoa quê không? Không được. Vì cái lương tâm của em đối với một người producer em không thể nói được. Bỏ anh, Tí Nâu sợ nha. Cái tên em vừa nói tên gì? Sợ, lo. Không phải, không phải, em níu vai anh cho đỡ mệt. Cứ đi nói giùm ta không mà bởi vậy. Hổ quá. Bảo Anh mới nói em nghe option của Châu Đăng Khoa.
Tiệt, nói thử coi có quê không. Nãy giờ Khoa chỉ hâm hâm đi loại người khác. Em phải bảo vệ lẽ phải. Mình ghét á, là mình ghét cái kiểu là tôi đã thâu với tất cả mọi dòng hát ở Việt Nam. Không, trừ bài này ra. Chưa nè. Người này mua bài của tôi chưa trả tiền. Con quá thành trò ta cũng nhận ra. Ngươi đã tự đào mồ cho mình rồi. Chỉ trong chuyện cổ tích là chỉ có phù thủy mới có những cái giọng nói vậy. Đúng. Thôi luôn á. Tiên bực mí cái tên nó coi nó hấp dẫn không nè. Cũng là tinh thủy, anh tự đoán đi. Phù thủy. Trời ơi. Không, khoan đã mọi người. Phù thủy. Không phải. Tại vì là có những khúc lên cao á, là đặc biệt luôn là sử dụng cái giọng mũi nghe rất là giống chị Thu Thủy luôn. Nên là làm em cảm thấy em phân vân ở khúc đó thôi. Thì bây giờ nè, cái kết quả của anh Thành và Tóc Tiên, chúng tôi đã nhờ hệ thống bảo mật của ngân hàng quốc tế VIP bảo mật lại rồi. Dạ. Tạm thời là không bật mí ra, nhưng nó không đúng nha. Lành quá, lành quá. Ừ, mình lên kèo không? Lại nói hộ làm người rồi. Mới bị con tí nó chỉnh nó chưa sợ ha. Anh Thành với chị Tiên à, đừng có lấy thịt đè người như vậy. Tí nói nè. Anh chánh thịnh Tao Tiên sống trong sự sung sướng. Vài phút nữa đi rồi mình nói sao. Rồi bây giờ là kết quả của anh Xìn Tóc Tiên là bảo mật. Cái anh nhân vật mà cho tàn cái đó, ừ. Cái đó không phải chị quen, Thu Thủy. Thu Thủy bảo anh là ai ạ? À? Em nghĩ là chị Du Hoàng Yến. Chốt đơn. Ủa sao đứng cái tướng gì mà giang hồ vậy tí? Nóng trụy. Cái gái của em nay nặng 20kg đó anh. Trời ơi. Cho bà vô đi. Rồi xin mời. Chào bảo anh nha. Mình đâu đây. Ca sĩ mặt nạ The Masked Singer Việt Nam lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 VTranel. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư xem đồng thời trên Vion.